Thưa quý vị, các sở ngành địa phương cần phải thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyết định số 2905 là nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố diễn ra vào chiều qua ngày 4 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định sau 5 đợt xét nghiệm diện rộng toàn thành phố, ngành y tế đã có đủ cơ sở để nhận định, đánh giá mức độ nguy cơ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế tiếp tục xây dựng, triển khai xét nghiệm trong thời gian tới, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 từ 8 giờ sáng nay ngày 5 tháng 9, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân. Tôi đề nghị các quận, huyện, công chí khẩn trương công bố và tuyên truyền rất rõ cái xác định các vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh và nói rõ các cái nguyên tắc ứng xử ở các cái vùng này. Cái việc này thì báo cáo các đồng chí là vẫn là một cái khâu yếu, người dân vẫn chưa nhận được đầy đủ các thông tin về các cái vùng này. Là khi triển khai cái quyết định 2905 ấy thì chắc chắn nó có những cái vấn đề, ở nhất là cái thời điểm giao thời này, hôm qua tôi nói rồi, nó sẽ gặp những cái khó khăn. Thì cái việc hiểu vận dụng là đòi hỏi là các sở ngành và các địa phương phải hết sức là linh hoạt và chủ động triệt để với những cái biện pháp. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương củng cố siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở cách ly, chủ động phương án giãn dân ở những khu vực nguy cơ cao. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất. Nhấn mạnh sắp tới sẽ có một lượng lớn vaccine về Đà Nẵng, Chủ tịch thành phố yêu cầu các địa phương chủ động lên các phương án để đảm bảo tiêm chủng hiệu quả, an toàn. Tới đây, cái lượng vaccine tiêm sẽ rất lớn. Ngành y tế sẽ huy động tối đa nhân lực, khoảng gần 2.000 người để tham gia và mở rộng các điểm tiêm, không giống như từ trước nữa là tập trung vô một quận nữa là 1-2 điểm. Bây giờ một quận, huyện có thể 3-4 điểm, 4 điểm để cho nó phù hợp, để hạn chế thấp nhất cái việc người dân là đi xa, tập trung đông người là một. Thứ hai là ngành y tế huy động tối đa vật lực, nhân lực, vật lực và các cái thiết bị để phục vụ cho các điểm này. Vấn đề thứ ba là sau khi có kế hoạch của Ủy ban thành phố ở từng điểm thì Ủy ban Nhân dân các quận huyện xây dựng cái kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo theo dõi trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm chủng tại đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương, sở ngành kiểm tra việc thực hiện quyết định và chấp hành các quy định trong phòng chống dịch tại các công trình xây dựng, khu công nghiệp, các nhà máy, công sở khi số lượng người đi làm tăng lên.